Xin chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình Kinh doanh và Pháp luật. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì một số trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi gièm pha, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng các công cụ mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Một lần nữa thì vấn đề cạnh tranh không lành mạnh đã trở nên rất là nóng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hành vi này? Và tình hình cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam diễn biến ra sao? Tất cả sẽ được các chuyên gia bình luận và làm rõ trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là cạnh tranh không lành mạnh. Trên thực tế thì các cái vụ việc mà chúng tôi giải quyết thì chủ yếu là do chúng tôi phát hiện hoặc là thông qua các cái thông tin báo chí. Không phải là một bên lẻ mà có một cái chiến lược tổng thể để có thể là tiến hành là gièm pha doanh nghiệp khác. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của hai khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên chúng tôi xin mời hai khách mời sẽ cùng với quý vị khán giả truyền hình theo dõi một phóng sự của chương trình sau đây. Là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành dược phẩm mỹ phẩm với không ít những sản phẩm đã quá quen thuộc với người tiêu dùng. Trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã gặp phải không ít những hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ các đối thủ, thậm chí là từ cả các tập đoàn đa quốc gia. Bản thân doanh nghiệp của chúng tôi thì kinh doanh trên thị trường của Việt Nam thì cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào khác đều gặp phải cái sự cạnh tranh, đặc biệt là sự cạnh tranh từ những cái công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia thì họ có thể có cái tiềm lực về tài chính, có kinh nghiệm trên thương trường. Nhiều khi là họ cứ kiện cáo rồi khiếu nại để gây ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp khác thôi. Mà bản thân những doanh nghiệp khác họ cũng không có cái lỗi gì cả. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Thì bản thân khi mà có những cái thông tin mà liên quan đến kiện cáo như vậy thì nó có thể lan tràn đến cái người tiêu dùng rất là nhanh, bởi vì trong cái thời buổi cái công nghệ thông tin hiện nay, từ các cái báo mạng, từ Facebook rồi Internet, thì người tiêu dùng rất dễ có thể hiểu lầm về doanh nghiệp, và nó gây ra tổn thất không hề nhỏ cho doanh nghiệp, khó có thể thống kê được cái số liệu cụ thể. Nhưng mà từ những cái phản hồi của người tiêu dùng ngay lập tức đến doanh nghiệp hoặc là từ cái hệ thống phân phối của chúng tôi là chúng tôi đã hiểu rằng đó là những cái chiêu thức cạnh tranh và nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái thương hiệu cũng như là kết quả kinh doanh của chúng tôi rồi. Câu chuyện của Sao Thái Dương chỉ là một trong nhiều những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh đang diễn ra phổ biến trên thị trường hiện nay. Dùng những các cái từ, những cái hình ảnh để nói xấu nhau, gây nhầm lẫn, gây hiểu sai về cái chất lượng sản phẩm các cái công ty khác. Khi cạnh tranh không lành mạnh, người ta thường nhằm vào những cái đơn vị có thương hiệu mạnh, có hàng tiêu dùng mà được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhà kinh doanh nào, nhà đầu tư nào muốn thu hồi lợi nhuận càng sớm càng tốt, quay vòng vốn càng nhanh. Thế nên dẫn đến câu chuyện là có thể có một bộ phận người đó, người ta vượt qua những cái ranh giới về mặt đạo đức kinh doanh và cũng như về mặt luật pháp, người ta lợi dụng cái niềm tin của khách hàng, của người tiêu dùng. Trong một thời buổi công nghệ thông tin như này thì thấy rằng cái hiện tượng gièm pha, nói xấu nhau giữa các doanh nghiệp nó khá phổ biến. Dường như là chúng không biết là có ai thống kê được không, nhưng chắc là một vài ngày lại có một vài chuyện. Thế thì tại sao như vậy? Tôi nghĩ rằng là cái nguyên nhân sâu xa nhất của cái vấn đề này là do các cái doanh nghiệp không có được cái ý thức là cạnh tranh và cạnh tranh lành mạnh. Cùng với sự phát triển của Internet, mạng xã hội, hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngày càng đa dạng và phức tạp. Lập fanpage nói xấu các doanh nghiệp, tạo nhóm ảo tẩy chay sản phẩm của đối phương hay đưa đơn khiếu nại, kiện tụng các đối thủ cạnh tranh, giờ đây không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp. Theo thống kê của Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, tính đến hết năm 2015, Cục Quản lý Cạnh tranh đã tiếp nhận hơn 300 khiếu nại, tiến hành điều tra tổng số 158 vụ và ra quyết định xử phạt trong 150 vụ đã điều tra. Thế nhưng, trước sự bùng nổ của công nghệ số, của truyền thông mạng xã hội, liệu trên thực tế con số này có quá thấp? Vâng, thưa quý vị các bạn, đó là những con số khá ấn tượng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã và đang xảy ra ở thị trường Việt Nam. Vậy dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh thì xin hỏi khách mời của chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về thực trạng cạnh tranh không lành mạnh này, thưa ông Phạm Văn Cao? Cạnh tranh không lành mạnh nó cũng là rất là phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Số lượng cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh nó đang trở nên ngày càng tăng và phổ biến.
Thứ hai là cái biểu hiện các cái công cụ thủ đoạn nó ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Đặc biệt là nhiều cái chủ thể họ sử dụng các cái công cụ hiện đại, những cái mạng xã hội hay là các cái fanpage hay là các cái công cụ truyền thông để người ta thực hiện các cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hiệu quả cao và ít để lại các cái dấu vết, khiến khó khăn cho cái cơ quan quản lý trong việc phát hiện và xử lý, cũng như là khó khăn cho các cái đối thủ cạnh tranh trong cái việc tìm ra các cái phương thức đối phó một cách hiệu quả nhưng mà cũng đúng pháp luật. Tôi nghĩ là cái số lượng các cái hành vi mà cạnh tranh không lành mạnh mà đưa ra các cái cơ quan giải quyết tranh chấp, ví dụ như đưa ra cơ quan quản lý cạnh tranh hoặc đưa ra tòa án, thì theo tôi nghĩ là số lượng chưa nhiều. Thì một doanh nghiệp sản xuất ở trong nước thì đã bị một tập đoàn đa quốc gia khiếu nại kèm theo hành vi tung tin thất thiệt, lại một lần nữa gây những cái sự xáo động trong dư luận. Về câu chuyện cạnh tranh này thì xin hỏi bình luận của luật sư Nguyễn Thanh Hà trước tiên. Cùng với cái sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để thực hiện các cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ví dụ như là gièm pha hoặc là quảng cáo gian dối hoặc khuyến mại gian dối là rất nhiều. Thì trong cái quá trình hành nghề của tôi ấy, thì tôi đã trực tiếp là làm một số các cái trường hợp cụ thể. Ví dụ như là gần đây thì tôi đã đại diện cho một cái doanh nghiệp là một cái sàn thương mại điện tử. Vâng. Và đã phải làm việc với lại một cái website là cái website so sánh. Và cái website so sánh đấy lại lấy trực tiếp giá từ cái sàn thương mại điện tử đó và so sánh với lại hàng hóa của chính họ. Đấy, và họ dùng những cái từ ngữ trong cái website đó, ví dụ như là từ dìm hàng, rồi các cái từ ngữ mà giới trẻ hiện nay dùng. Cái người tiêu dùng người ta có một cái sự so sánh, người ta không hiểu được cái bản chất mà có cái sự lan truyền rất là mạnh ở môi trường mạng, và đôi khi lại tấn công từ nước ngoài, từ máy chủ nước ngoài, thành ra rất là khó khăn trong cái công tác thứ nhất là điều tra để biết được cái thực tế của ai là người đứng sau cái vụ việc đó, và thứ hai là rất là khó để tìm ra dấu vết. Vâng, luật sư Nguyễn Thanh Hà vừa cho chúng ta thấy một cái bức tranh về cạnh tranh không lành mạnh diễn ra càng ngày càng tinh vi hơn, càng khó lường hơn. Tuy nhiên thì số lượng những cái vụ việc được ghi nhận và đưa ra ánh sáng để giải quyết ấy còn khá là ít. Vậy thì luật sư Nguyễn Thanh Hà, ông có thể giải thích về cái tình hình này? Trường hợp mà căng thẳng quá thì các cái vụ việc mới thường là đưa đến cái cơ quan chức năng. Thì đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Còn cái nguyên nhân thứ hai là có thể là doanh nghiệp người ta cũng ngại một cái phần nào đó. Vâng. Ví dụ như là tôi biết là để đưa một cái vụ việc mà ra được cái cơ quan quản lý nhà nước người ta xử lý nhá, thì cũng mất rất là nhiều công sức. Và đôi khi là doanh nghiệp Việt Nam không phải ai cũng có một cái phòng pháp chế hoặc là có một cái luật sư riêng. Bởi vì làm được những cái chuyện này là phải thu thập chứng cứ và phải biết sử dụng các cái quy định của pháp luật để lập một cái bản rồi thu thập chứng cứ gửi lên cơ quan chức năng. Cái đấy không phải là đơn giản mà doanh nghiệp có thể làm được, thì lại phải đi thuê ngoài và thuê luật sư, công ty luật thì lại phải mất chi phí. Cũng có thể là công cụ pháp luật nó cũng chưa hiệu quả và người dân hoặc là doanh nghiệp người ta cũng chưa nắm được đó là cái công cụ để bảo vệ chính mình. Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì ông Phạm Văn Cao, ông nghĩ sao về hiệu quả của pháp luật quản lý cạnh tranh trong việc bảo vệ doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng? Thì rất nhiều doanh nghiệp là chưa có đầy đủ cái nhận thức về pháp luật về cạnh tranh, chưa coi đó là một cái công cụ bảo vệ quyền lợi của mình. Do đó thì cũng chưa chủ động trong cái việc mà thực hiện các cái khiếu nại hay là trình bày với cơ quan quản lý về các cái vướng mắc về cạnh tranh không lành mạnh mà mình gặp phải. Quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ nắm bắt những cái hiện trạng như thế nào để chúng ta kịp thời có những cái điều chỉnh trong chính sách? Chúng tôi tiếp nhận các cái thông tin về các cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở dưới các cái nguồn thông tin khác nhau. Vâng. Trước tiên phải nói là nó từ cái phản ánh của các cái cơ quan báo chí truyền thông. Tất nhiên mọi cái sự việc thì khi mà người ta đã sử dụng các cái mạng xã hội thì nó sẽ là phổ biến. Hoặc là chúng tôi cũng có thể là tiếp cận thông qua các khiếu nại trực tiếp của các cái doanh nghiệp liên quan. Với dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh cơ bản, ví dụ như là xâm phạm bí mật kinh doanh hay là gièm pha doanh nghiệp khác, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, hay là ép buộc trong kinh doanh, rồi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, rất là nhiều cái biểu hiện. Và theo luật cạnh tranh thì cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh là các cái hành vi của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh mà nó có cái tính chất là trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, và nó có thể gây thiệt hại hoặc là gây thiệt hại đến các cái tổ chức cá nhân ở trong xã hội. Vậy thì cụ thể hóa này trong quy định pháp luật của Việt Nam về cạnh tranh không lành mạnh ấy, thì nó đã bao phủ được hết những cái thực tiễn đang diễn ra và sắp diễn ra chưa ạ? Tất nhiên là theo cái cách mà thức mà xây dựng pháp luật theo cái hướng liệt kê thì nó không liệt kê được hết các cái trường hợp. Vâng. Trên thực tế thì nó đã xuất hiện những cái hành vi mới mà chúng ta không thể kiểm soát hết được theo cái quy định của pháp luật. Ông có thể cho ví dụ về một những hành vi nào mới mà chúng ta đang cũng có những cái lúng túng về mặt điều chỉnh dựa trên văn bản pháp luật? Ví dụ ngay cả các cái hành vi mà chúng ta đã quy định thôi thì cái quy định hiện tại nó cũng đã không bao phủ hết. Ví dụ như cái hành vi về gièm pha doanh nghiệp khác chẳng hạn. À. Thì trước đây cái hình thức gièm pha doanh nghiệp khác người ta thực hiện tương đối đơn giản.
ví dụ như là ban hành một cái văn bản ký vào đó rồi gửi cho các cái đối tác kinh doanh hay là người tiêu dùng, hoặc là phát các cái tờ rơi. Thế nhưng bây giờ người ta lại hiện đại hơn, tinh vi hơn bằng cách là lên mạng xã hội, tạo ra các cái trang Facebook, fanpage hay là các cái qua các cái công cụ truyền thông, và người ta có thể, hoặc là các cái diễn đàn. Thì các cái hình thức đó thì cái chứng cứ nó không rõ ràng, rất là khó để mà tìm kiếm, để mà điều tra, để mà chứng minh. Và các cái quy định mà của pháp luật thì nó cũng đã tồn tại được khoảng 10 năm rồi, thì nó cũng không còn phù hợp với thực tiễn. Thực tế thì một số doanh nghiệp thì sẵn sàng là bỏ ra một số tiền phạt cố tình đánh bại cái đối thủ của mình. Thì ông nghĩ sao về cái hành vi này? Chế tài xử lý hiện nay đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là tương đối là nhẹ và chưa đủ sức răn đe. Còn cái lợi ích từ cái việc mà thực hiện cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh đôi khi nó rất là lớn. Thậm chí thì cái lợi ích cái hành vi có cái tính nghiêm trọng mang tính hủy diệt, trong khi cái chế tài nó lại không mang tính hủy diệt. Đó là một cái sự mất cân bằng và dẫn đến cái động cơ của người ta sẽ cố để thực hiện để làm sao mà đánh bại đối thủ. Theo cái nghị định 71 hiện nay về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh ấy, thì quy định là cái mức xử phạt tối đa đối với một cá nhân là 100 triệu đồng và đối với lại tổ chức chỉ có 200 triệu đồng thôi, và áp dụng các cái hình phạt bổ sung như là tịch thu giấy phép kinh doanh hoặc là các cái hình phạt bổ sung. Thế còn muốn khởi kiện ra tòa ấy, thì lại phải chứng minh là có cái thiệt hại thực tế xảy ra, và để theo đuổi một cái vụ kiện nó kéo dài đến khoảng 6 tháng đến 1 năm là ít nhất. Thế thành ra là đấy cũng là một cái sự làn nòng cho doanh nghiệp là muốn theo đuổi một cái vụ là chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với doanh nghiệp mình. Thế mà hiện nay chúng ta biết là một số các cái doanh nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh ấy, người ta có những cái chiến lược tổng thể để có thể là tiến hành là gièm pha doanh nghiệp khác, hoặc là giết chết cái uy tín doanh nghiệp khác bằng rất nhiều các cái công cụ khác nhau. Và đôi khi là nếu mà để phát hiện ra cái hành vi đó mà chỉ có xử phạt đến tối đa đến 200 triệu tiền mặt thì sẽ rất là khó. Giữa cái được và cái mất thì người ta sẽ tiến hành cái hành vi là cạnh tranh không lành mạnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì có thể hiểu rõ hơn về những cái hậu quả mà các doanh nghiệp phải gánh chịu, cũng như cách xử lý của doanh nghiệp khi gặp phải những cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng hai khách mời tiếp tục theo dõi một phóng sự sau đây của chương trình. Ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, suy giảm thị phần, nghiêm trọng hơn là tình trạng phá sản là những hậu quả mà hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ có thể gây ra cho các doanh nghiệp chân chính. Vậy doanh nghiệp đã và nên ứng xử như thế nào khi đối diện với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Khi có những cái thông tin như vậy thì chúng tôi cũng buộc phải khẳng định lại trên các phương tiện truyền thông là Sao Thái Dương không có vi phạm về các cái quy định về quảng cáo, bởi vì là chúng tôi có đầy đủ giấy phép về tiêu chuẩn sản phẩm cũng như giấy phép về quảng cáo, tìm hiểu các cái nguồn thông tin nó như thế nào rồi sẽ gửi các cái thông tin đính chính tới các cái phương tiện truyền thông rồi đến người tiêu dùng. Nhưng mà như các cụ ta đã nói rồi, chờ được vạ thì má đã sự. Sự việc nó đã xảy ra rồi, dù nó không đúng sự thật nhưng mà bản thân doanh nghiệp luôn đã thiệt hại và không gần như là không thể gỡ lại được. Cái doanh nghiệp mà là nạn nhân của sự gièm pha nói xấu phải cho rằng là bây giờ thôi đừng có tặc lưỡi, là bà thôi thì bây giờ nó nói xấu thì giờ mình tốt thì kệ, nó nói xấu thì kệ thôi, mình cười. Thế thì tự cái doanh nghiệp đó là phải đứng lên bảo vệ mình. Nhưng mà người ta cũng sẽ tính ra ok, đi mất bao nhiêu tiền của thứ đấy, đi yêu cầu các cơ quan hữu quan điều tra xem xét giải quyết, trong khi đó mình phải làm ăn thôi chả làm. Thế thì vậy thì các cái hiệp hội hoặc như hiệp hội chọc quẩy của những doanh nghiệp đó chẳng hạn, hiệp hội có những công văn, có những cái trao đổi tác động để các cơ quan nó họ xử lý một cách triệt để. Chúng ta chỉ làm một vài cái vụ việc kia thôi, rồi sau đó lại có cái chiến lược truyền thông. Rõ ràng để đối phó với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không chỉ cần sự nhạy bén khéo léo của doanh nghiệp trong việc ứng xử với truyền thông, mạng xã hội, mà cần có sự vào cuộc của cơ quan nhà nước và người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, với nhiều doanh nghiệp, giải pháp quan trọng nhất chính là nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ khi mà chúng tôi mới thành lập từ năm 2002 cho đến thời điểm bây giờ, là Sao Thái Dương luôn luôn lấy cái gốc chất lượng là làm cái chiến lược phát triển của mình. Đặc biệt trong cái sự phát triển
cái chất lượng của các sản phẩm thì chúng tôi tập trung nhiều vào dòng các cái sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, và chúng tôi khẳng định Sao Thái Dương chỉ đưa ra thị trường những cái sản phẩm mà có chất lượng ngang bằng và tốt hơn những cái sản phẩm mà hiện đang có trên thị trường. Thì điều đó một lần nữa cũng khẳng định cái chiến lược về cạnh tranh cũng như là cái chiến lược phát triển của chúng tôi luôn luôn lấy cái chất lượng sản phẩm làm cái gốc trong các hoạt động của mình. Các doanh nghiệp phải có ý thức về bảo vệ cái thương hiệu của mình, luôn luôn có ý thức chăm sóc, nâng cao chất lượng cái sản phẩm đó và tìm hiểu cái đối tượng của mình sử dụng. Và thứ hai nữa là phải mạnh dạn khiếu kiện, đưa ra kể cả doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn. Đấy là bảo vệ cho mình, bảo vệ cho sản phẩm của mình. Người tiêu dùng cũng phải tiếp thu những cái văn bản thế nào là cạnh tranh không lành mạnh, và từ đó thì cũng tẩy chay vào những cái hàng hóa mà cạnh tranh không lành mạnh. Để tạo dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh, chắc chắn không thể thiếu được sự đóng góp bằng thái độ tích cực của người tiêu dùng. Làm thế nào để tránh bị lợi dụng, trở thành công cụ cho cuộc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cũng chính là điều người tiêu dùng thông minh cần có. Vâng, thưa quý vị các bạn, và như thông tin trong phóng sự vừa rồi đề cập thì khi bị cạnh tranh không lành mạnh, doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải đối diện với những thiệt hại, rủi ro lớn. Trong tình hình mà pháp luật chưa thể điều chỉnh ngay và luôn được, thì giới thực thi pháp luật cũng như là cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải ứng xử vấn đề này như thế nào? Thật ra nếu mà doanh nghiệp mà muốn đi đến cùng ở một cái vụ việc cạnh tranh không lành mạnh thì chúng ta cũng có thể dựa vào các cái quy định pháp luật hiện hành được để chúng ta đi đến cùng được. Nhưng mà thứ nhất là doanh nghiệp chúng ta không muốn nhức đầu vào ba cái chuyện. Thật ra tôi cũng làm kinh doanh, tôi không thể cả tôi là người khởi kiện là nguyên đơn thôi. Tôi cũng không muốn là thực sự là đi kiện, nó mất thời gian. Thứ hai là phải làm việc với luật sư, phải mất đầu tiên là phải bỏ tiền ra thuê luật sư để người ta làm đã. Mà thuê luật sư thì cái chi phí nhỏ nhất thì cũng phải đến tầm 50 đến 100 triệu, đấy là cái chi phí nhỏ nhất, bởi vì những cái việc này là phải làm chứng cứ rồi phải có lập luận thì luật sư người ta mới làm được. Đấy thì thành ra là kể cả quan trọng nhất là ý thức của doanh nghiệp là người ta có muốn làm hay không. Mà thứ hai nữa là nếu mà đòi được bồi tiền bồi thường thiệt hại lại phải chứng minh, mà tòa mà chứng minh cái thiệt hại thực tế thì vô cùng khó khăn theo cái thủ tục tố tụng dân sự như ở Việt Nam hiện nay. Minh chứng như là cái trường hợp chúng tôi vừa nêu trong phóng sự mà chúng ta vừa cùng xem ấy, về công ty Sao Thái Dương, thì ông có thể tư vấn là doanh nghiệp sẽ cần phải làm gì khi đối diện với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Đối mặt với cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tôi nghĩ là doanh nghiệp phải chủ động trong cái việc là thu thập những cái bằng chứng. Thứ nhất là thu thập các cái bằng chứng vi phạm của cái đối tác của mình. Chúng ta hiện nay có rất nhiều các cái công cụ khác nhau để thu thập các cái bằng chứng đó, và khi mà thu thập các bằng chứng đó thì chúng ta sử dụng các cái công cụ, ví dụ như là lập các cái vi bằng từ các cái đơn vị thừa phát lại để chúng ta thu thập được cái chứng cứ, bởi vì đối với một cái vụ việc ấy, cái vai trò của chứng cứ là rất là quan trọng. Sau đó thì chúng ta có thể là sử dụng các cái cán bộ pháp chế của công ty hoặc là làm việc với các cái công ty luật ấy, để chúng ta thứ nhất là biện pháp đầu tiên là chúng ta gửi các cái thư cảnh báo đến các cái đối tượng bị vi phạm. Và nếu mà trong trường hợp mà trong một cái thời gian nhất định mà họ không tự khắc phục hoặc là không có những cái hành vi xin lỗi công khai hoặc là cải chính, thì chúng ta lúc đó mới nhờ đến các cái cơ quan chức năng để chúng ta có thể thực hiện một cái hành vi, ví dụ như là xử phạt vi phạm hành chính. Thực tế là không chỉ những doanh nghiệp mà bị hại bởi cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì chịu hậu quả đâu, mà cả cái doanh nghiệp mà gây ra hành vi đó cũng phải chịu những cái rủi ro không trước mắt thì trong tương lai. Vậy thì cảnh báo nào cho những cái doanh nghiệp mà sẽ chuẩn bị gây ra những hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Trước tiên thì đương nhiên là cái cảnh báo là các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ các quy định pháp luật để mà biết được là mình sẽ phải đối diện với những cái hình thức xử lý thế nào của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp cũng phải thận trọng ở cái chỗ là bây giờ nếu mà mình thực hiện cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh với một đối thủ cạnh tranh thì hoàn toàn mình cũng có thể là cái đối tượng của cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh của họ. Thì tốt nhất là không nên kéo nhau vào một cuộc chiến như vậy, sẽ gây thiệt hại cho cả đôi bên. Và ngoài ra thì tôi cũng cho rằng là các doanh nghiệp hiện nay thì cần phải văn minh hơn ở góc độ là sử dụng các cái tư vấn pháp lý hoặc là xây dựng các cái chương trình tuân thủ pháp luật. Các doanh nghiệp mà tham gia vào tranh chấp như trường hợp như chúng ta đang đề cập ở đây thì đều lấy cái người tiêu dùng làm cái đối tượng để tranh. Ở một góc độ nào đó thì người tiêu dùng cũng đã trở thành quan tòa theo cái nghĩa nháy nháy, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp này nếu mà có thể thì hai chuyên gia có thể đưa ra cái cảnh báo nào hay là cái tư vấn nào cho người tiêu dùng để họ tránh bị lợi dụng trở thành cái công cụ cho cái việc cạnh tranh không lành mạnh? Chúng ta hiện nay là sử dụng rất nhiều cái mạng xã hội, và mạng xã hội cùng với lại các cái trang thông tin điện tử thì nó tràn ngập các cái thông tin, và đôi khi là chúng ta cũng rất là khó kiểm chứng
trước những cái thông tin ví dụ như là nói xấu một cái doanh nghiệp gièm pha, một cái doanh nghiệp hoặc một cái thông tin quảng cáo, thì đối với người tiêu dùng ấy thì chúng ta cũng cần phải khi mà tiếp nhận cái thông tin đấy thì cũng có cái sự chắt lọc và tìm hiểu kỹ thông tin, đặc biệt là những thông tin hàng hóa của các doanh nghiệp hoặc là những cái thông tin xấu về một cái doanh nghiệp nào đó, thì chúng ta cần bình tĩnh và tiếp cận nó theo cái hướng gọi là cẩn trọng và có cái sự sàng lọc mà tốt hơn. Chưa bao giờ cái từ người tiêu dùng thông thái hay là người mua thông minh lại là một cái từ khóa quan trọng trong cái thời đại ngày nay như thế, đúng không ạ? Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc trao đổi ngày hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng. Cạnh tranh là quy luật tất yếu của thị trường, nhưng cạnh tranh như thế nào để không phải là cạnh tranh không lành mạnh thì quả thực là một vấn đề đòi hỏi chúng ta phải nhận thức và hành động rất rõ ràng, không thể bỏ qua yếu tố pháp lý của vấn đề này. Chương trình của chúng ta Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Đến đây chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai khách mời đã cùng đến với chúng tôi và chia sẻ những thông tin rất hữu ích trong ngày hôm nay. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị các bạn cùng đến với tiểu mục Lăng kính pháp luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu mục Lăng kính pháp luật. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua nội dung của một số văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Cam kết về hóa đơn đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế. Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 11 ngành và lĩnh vực. Sẽ đóng tài khoản thanh toán của hộ gia đình chưa chuyển đổi vào năm 2018. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 5936/TCT-QLN về sử dụng hóa đơn lẻ, đối với trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng sẽ được giải quyết như sau. Nếu người nộp thuế đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành, thì Cục Thuế tiếp tục cho sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Khác với trước đây là phải có văn bản cam kết nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn sử dụng. Công văn cũng nêu rõ, đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn. Cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phải nộp theo cam kết. Trường hợp nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017, nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp hoạt động trong 11 ngành, lĩnh vực thay vì 16 ngành và lĩnh vực như trước đây. Quyết định cũng nêu rõ, danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 gồm 240 doanh nghiệp, trong đó có 103 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ, 27 doanh nghiệp thực hiện phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, và 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 32/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 23/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đó, việc sử dụng tài khoản của khách hàng được thực hiện theo quy định mới như sau. Chậm nhất đến ngày 1 tháng 3 năm 2018, khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác, không có tư cách pháp nhân, có tài khoản thanh toán mở trước ngày 1 tháng 3 năm 2017, phải hoàn thành ký lại hợp đồng, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản nếu khách hàng có yêu cầu. Sau ngày 1 tháng 3 năm 2018, sẽ thực hiện đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành chuyển đổi. Cũng theo thông tư, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, chủ tài khoản thanh toán của tổ chức chính là tổ chức mở tài khoản. Thay vì là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản như quy định hiện hành, người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản thanh toán chỉ có quyền thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, mục lăng kính pháp luật như thường lệ đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật tuần này của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Minh Ngân và chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Năm 2016, năm của doanh nghiệp, không chỉ đánh dấu một chặng đường vượt qua thách thức của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, mà còn là năm doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm nhất của chính phủ và các bộ ngành. Vậy sự quan tâm đó được thể hiện qua những khía cạnh nào? Đâu là dấu ấn nổi bật về cải cách thể chế trong năm qua? Tất cả sẽ được các khách mời chia sẻ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật đặc biệt với chủ đề 2016, năm của doanh nghiệp. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Bạn đang tìm tới một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. Bạn đang tìm hiểu một thành viên chủ lực của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVGas đang không ngừng hoàn thiện những giá trị cốt lõi, giá trị xanh, lành mạnh và an toàn, hiện đại và không ngừng tiến bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả, năng động và sáng tạo, tính quảng đại và tính xã hội. PVGas luôn xứng đáng là một thương hiệu Việt hàng đầu, cùng đất nước hội nhập, phát triển bền vững trên con đường đi tới những vận hội tươi sáng ngày mai. PVGas, năng lượng cuộc sống. PVGas, năng lượng cuộc sống. Được tinh chiết từ các thảo dược thiên nhiên, cỏ mần trầu, xà chanh, ngũ nát, hương lưu, cỏ mũ sắt, bồ kết, dâu tằm, dầu gội Thái Dương 3, ngăn ngừa rụng tóc 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội Thái Dương 7, ngăn ngừa rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.